Hello anh em nha, cầu cũ anh em ơi, sợ quá trời xe rồi. Hiện tại thì bây giờ đã full bãi, hai bãi làm xe đã full và bãi bán xe cũng đã full rồi. Vừa đầu tháng 7 thì xe sụt tụt giá, tạm biệt luôn. Không phải tụt giá là vì xe có giá mà là vì người dân không mua, cho nên người bán xe đành phải hạ giá xuống. Cho nên là hôm nay em sẽ hạ giá xuống mỗi xe, bên em bán hạ xuống mỗi xe là 5 triệu đồng. Khi anh em đến ô tô Nguyễn Thịnh Bến Tre ha, thì bật cái clip này lên hoặc là lấy điện thoại ra báo với em là clip hôm nay ha, có quay. Khi mà anh em mua xe bên em sẽ giảm giá liền và nhanh và lẹ 5 triệu đồng mỗi xe. Bên em còn rất là nhiều dòng xe từ giá 60 triệu đến 600 triệu anh em ha, còn khoảng 450 xe anh em cứ đến qua cửa hàng bên em lựa anh em ha. Ở em thì có 3 bảy xe đó, xe nào anh em ưng thì em sẽ chốt cho anh em một giá cực kỳ hợp lý luôn.